Chào các bác nhé. Bây giờ là buổi sáng sớm, sáng rất sớm, gần 7 giờ thôi, ngày 24 tháng 11. Thì thời tiết bắt đầu đã có thấy xe lạnh rồi. Đang bao giờ chuẩn bị vào cái kia lạnh. Và theo như dự báo thì có thể có mưa. Nên là buổi sáng nay em lại tiếp tục đăng về những sản phẩm liên quan đến phục vụ cho các bác mấy ngày tới lạnh ghét, thì đó là máy giặt. Đấy, đó. Vậy máy giặt thì em rất là còn nhiều các bác nhé. Đấy, bởi vì cái kho hàng của em bên kia cơ, nó khoảng hơn chục con. Đấy, cho nên là em sẽ lên từng con một. Đấy, giới thiệu cho cô bác anh chị là con mẫu máy giặt tiếp theo, đó là của con dòng Panasonic, đó là con 3600. Rất nhiều anh em quan tâm. Đây con này. Cái mẫu máy này thì nó hơi sắc nét một chút, vuông thành sắc cạnh. Đây là một cái mẫu mà rất là đẹp của dòng Pana. Con 3600 VR, của dòng VR đó. Con này thì cũng là dập 9 C6. Xây bằng block injector. Đấy. Em bên trong có con máy này. Tất cả những cái sản phẩm em bán ra đều là những cái sản phẩm em được em tuyển chọn kỹ lưỡng, nên các bác yên tâm khi mua. Đây là mẫu anh em, nhiều anh em quan tâm. Đấy. Nói chung thì em đã nói rất là nhiều lần với những cái dòng máy Nhật, nó đều có những cái form chung về kích thước. Kích thước đều là form giống nhau. À, cũng giống như các bác đã từng mua về những cái dòng bếp từ ấy, thì nó có hai size. Đó là size 75 và size 60, nhưng tuy nhiên thì nó đều là cái form chung để chúng ta khi lắp đặt. Như vậy thì cái mô típ chung là còn là cái dòng máy Nhật nó sẽ có kích thước chung như vậy, nó không lông côm như cái dòng máy đồ gia dụng khác. Đấy, đấy là những cái căn bản tiêu chuẩn của người Nhật. Đấy, với thời tiết lạnh như thế này hoặc là mưa ẩm thì các bác yên tâm sử dụng những cái dòng máy giặt Nhật có xoay. Đây là những nét cơ bản buổi sáng ngày hôm nay để em giới thiệu cho cô bác anh chị một con máy giặt cực đẹp của dòng Pala, đó là 3600. Nhìn form này rất nhiều anh em mà quan tâm. Vậy cô bác anh chị nào có nhu cầu về con máy giặt 3600 rất là đẹp luôn các bác nhé, thì hãy liên hệ với em. Đấy, giặt vận hành rất êm và tiêu hao điện năng rất là thấp. Đấy. Ok, vậy em xin dừng video clip tại đây. Nếu các bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với em con 3600 này. Vâng, xin chào các bác.